Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 26 tháng 8, đồng chí Nguyễn Văn Công, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, đã đi kiểm tra công tác phòng chống lụt bão an toàn hồ đập gắn với công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị xã. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Quang Đán, thị ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã và lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan. Đồng chí Nguyễn Văn Công, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy đã đi khảo sát thực tế bãi thải mỏ Nam Tràng Bạch, phường Hoàng Quế của công ty than Uông Bí TKV và công ty cổ phần 397. Đồng chí lưu ý doanh nghiệp cần rà soát xử lý ngay các vấn đề có liên quan đến hệ thống thoát nước, xử lý nguồn nước khai trường, bãi thải mỏ, rà soát phương án kịch bản huy động nhân lực, phương tiện, thiết bị tham gia ứng phó với các hình thái thiên tai, hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản, tuyệt đối không để thiệt hại tính mạng của công nhân lao động và người dân. Đặc biệt, doanh nghiệp cần bố trí đủ nguồn lực để chủ động công tác phòng ngừa ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện trồng rừng hoàn nguyên môi trường, tránh phát tán bụi tại các bãi thải khai trường mỏ. Kiểm tra thực tế tại các hồ Yên Dưỡng, hồ Đồng Đò, hồ Khe Chè, trạm bơm xã Việt Tân, trạm bơm xã Thủy An, hệ thống đê sông phường Hồng Phong, Hưng Đạo, đồng chí Nguyễn Văn Công, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Đông Triều và các cơ quan chuyên môn cần tăng cường công tác quản lý vận hành hồ, đập chứa nước đảm bảo an toàn, điều tiết hợp lý mực nước theo đúng quy trình quy định gắn với bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, thực hiện phương châm 3 trước 4 tại chỗ, chủ động từ xa, từ sớm, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống, thông tin bố trí lực lượng túc trực đảm bảo cảnh báo kịp thời cho người dân ở hạ du trong trường hợp phải xả lũ. Đồng chí lưu ý cần kiểm tra rà soát tiến hành gia cố duy tu sửa chữa, nâng cấp các hồ đập đê điều, các điểm có nguy cơ ngập lụt sạt lở trên các tuyến giao thông đường bộ, hệ thống bờ chắn bãi thải mỏ đê đập chắn chân bãi thải, đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão. Đồng chí Nguyễn Văn Công, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy nhấn mạnh, Đông Triều là một trong những địa phương của tỉnh thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi mưa bão, nhất là hoàn lưu sau bão. Với địa hình trung du và miền núi phức tạp, hệ thống đê điều dài hơn 46 km, địa hình bị chia cắt bởi sông suối. Vì vậy, nguy cơ tiềm ẩn về các sự cố như vỡ đê, hồ đập, lũ ống trên địa bàn tương đối cao. Chính vì thế, cùng với các địa phương khác trong tỉnh, thị xã Đông Triều luôn coi công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ chính trị thường xuyên liên tục. Trước tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng gia tăng bất thường, cực đoan, đặt ra yêu cầu rất lớn và nhiều thách thức đối với công tác phòng ngừa ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai, đặc biệt là trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, chưa biết khi nào kết thúc. Vì vậy, đồng chí Bí thư thị ủy khẳng định, với phương châm chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời và khắc phục có hiệu quả, cộng với việc chuẩn bị một cách kỹ lưỡng các phương án, phương tiện, thiết bị và lực lượng cho công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa mưa bão sắp tới, sẽ góp phần giảm nhẹ thiên tai, tạo ra sự ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thị xã Đông Triều ngày càng bền vững.